Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay tôi làm cái video này, tôi test thử cái chất lượng quay video 4K, một số các cái tác phẩm cây cảnh và cái độ chống rung của cái thiết bị mới này, xem là có chất lượng hay không. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Đây là tôi cầm một tay, độ ổn định hình ảnh của thiết bị này mà ok thì từ mai tôi sẽ dùng cái thiết bị này tôi quay cho quý vị xem. Đấy, đây là quay trong một cái điều kiện thời tiết phải nói là rất là đẹp, tuyệt vời, chất lượng 4K. Test thử mấy phút không? Thì quý vị xem là thế nào. Quay và tôi di chuyển, thường xuyên di chuyển. Nếu như mà quý vị xem thấy chất lượng ok, ổn định, đẹp thì comment ở bên dưới để tôi biết. Xạ ra chút. Cái này rất bé đấy, nhưng mà quay lên này, hình như tôi có cảm giác là quay thỉnh thoảng nó giật giật hình ảnh hay gì ấy. Nếu mà đẹp thì chất lượng hình ảnh mà đẹp thì quý vị cứ comment bên dưới để tôi biết nhé, đóng góp cho để còn tiếp tục làm video cho quý vị xem. Đợt vừa rồi là tôi khá là bận, rất là bận luôn, cho nên là 1-2 ngày là không đăng được video lên cho quý vị xem. Nhiều quý vị nhắn tin qua Facebook hỏi là sao dạo này anh ít ra video thế. Thực ra là tôi rất là bận, chắc là trong thời gian tới này thì tôi sẽ cố gắng làm nhiều video hơn và đi sâu về cái việc làm cây, chứ tôi không chuyên về cái việc đi các cái triển lãm hay là đi nhà vườn tôi quay. Lúc nào mà có đi đâu giao lưu cùng với cả các anh em thì tôi quay thôi. Còn vì là thực ra tôi không có nhiều thời gian như là chú Vinh hoặc là chú Hương Sắc Đỗ Sinh, các chú ấy rất là nhiều tuổi rồi và các chú ấy đang nghỉ hưu, có nhiều thời gian rảnh nên là các chú ấy đi đây đi đó, vừa là có mang lại cái sức khỏe cho tuổi già và quay cây cho quý vị xem. Để công việc của tôi không phải là làm cây hay là chủ yếu tập trung về cây. Tôi thì cùng với cả anh Tuấn Anh thôi. Anh Tuấn Anh thì anh ấy làm cây, nên là tôi quay cho quý vị xem. Gửi tới quý vị những cái hình ảnh về cây để và những cái gọi là kỹ thuật anh Tuấn Anh làm cây. Mặc dù là cũng chưa không phải là lão luyện trong giới chơi cây, anh Tuấn Anh thì anh ấy cũng làm mới được hơn chục năm nay thôi, nhưng mà những cái kinh nghiệm của anh ấy như thế nào thì anh cũng chia sẻ thật thực lòng. Thì tôi thấy là mỗi người thì có một cái phong cách, một lối chơi cây khác nhau,
nhiều khi là có những cái cây cảnh, có những cái lối chơi mà nhiều khi các anh em còn tranh cãi, mọi người tranh cãi nhau, mỗi người một quan điểm mà, mỗi người một cái cách nghĩ lối chơi. Hai chú là chú Vinh với cả chú Đỗ Sinh, chú rất là tích cực chịu khó, các chú ấy đều là những người rất là lớn tuổi rồi. Chú Vinh hình như năm nay 70 tuổi rồi, nhưng mà quý vị thấy là chú ấy cũng rất là đam mê, rất là thích thú với việc quay cây, cây cảnh nghệ thuật, bonsai nghệ thuật. Chú ấy đi các cái nhà vườn, các cái cuộc triển lãm lớn nhỏ là chú ấy đều đến và chú ấy quay video cho mọi người xem, góp phần không nhỏ vào cái việc truyền thông cho những người mà chơi cây cảnh biết đến về cây cảnh ở mọi miền Tổ quốc. Tôi đang cố gắng thôi, đây là chỉ là cái video test demo cái chất lượng 4K. Thì quý vị chủ yếu là xem cái chất lượng video giúp tôi là chính. Nếu như mà thấy đẹp, thấy ok thì quý vị comment bên dưới để tôi sẽ sử dụng thiết bị này tôi quay cho quý vị. Công nghệ bây giờ thay đổi liên tục nên phải thi thoảng phải thay thiết bị để mà đáp ứng được cái con mắt xem của mọi người. Và quý vị cũng thông cảm cho là khi mà tôi post video lên YouTube ý, thì cái thời gian đầu là YouTube nó phải xử lý video nên cái chất lượng video ra nó chưa được gọi là từ HD trở lên đến Full HD lẫn đến 4K. Vì vậy mà nhiều quý vị là có nói rằng là sao chất lượng video mờ thế, có xem thì mong quý vị thông cảm là mất khoảng vài ba phút để cho YouTube nó xử lý. Và quý vị có thể chọn vào cái mục bánh răng ấy, chọn cái chất lượng xem video, nó sẽ ra cái chất lượng video đẹp cho quý vị xem. Đây là một cái video tôi đang quay ở cái chất lượng 4K, chuẩn 4K từ thiết bị này, không cần phải về render lên 4K nữa, quay trực tiếp 4K luôn. Nếu mà theo cảm nhận của tôi thì tôi nhìn ở màn hình của thiết bị này thì thấy là chất lượng video khá tốt. Trong một cái điều kiện ánh sáng tuyệt vời. Đây là quay ngược sáng này, thì cũng đem lại chất lượng video thấy khá ok. Quay cận cảnh sát một chút này. Ở đây tôi đang nói về chất lượng video nhé. Mọi người có thể là cây thì quay chưa được lâu chi tiết, mọi người chưa nhận xét về cây mà hãy nhận xét về cái chất lượng video giúp tôi đã. Đây là trong điều kiện có bóng râm tối thì mọi người xem có rõ không. Và thiết bị này tôi đang cầm trên tay, cầm tay không ấy, cầm bằng một tay, không chống rung gì cả. Bởi vì là cái ống kính của cái thiết bị này là nó có cái chống
chống rung quang học rồi, không biết là nó có tốt hay không thì qua cái đánh giá của quý vị để quý vị có thể đóng góp cho tôi. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau nhé. Thì quý vị hãy comment bên dưới để đóng góp cho tôi biết được cái chất lượng video nó như thế nào. Và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho channel này của tôi. Tôi đợt tới này tôi sẽ tích cực làm video nhiều hơn phục vụ cho quý khán giả trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.